Và tiếp theo là chương trình tiếng nói cử tri với Jackie Bồng. Jackie Bồng xin kính chào quý vị. Muốn cứu vãn kinh tế Hoa Kỳ, Tổng thống Trump ra lệnh mở cửa cơ sở kinh doanh trở lại trong giữa tháng 4 vì thấy tỷ lệ thất nghiệp lên cao đến kỷ lục 27 triệu người ở nhà ăn trợ cấp cả 100 triệu Mỹ Kim trong chương trình tài trợ hai đợt do Quốc hội thông qua. Hơn nữa, Tổng thống nhận xét ngân sách liên bang tiếp tục thâm thủng cho tài khoá năm 2020 hơn 23.000 tỷ Mỹ Kim vì nợ công khoảng 10.000 tỷ Mỹ Kim nhắm vào tiêu thụ hơn là phát triển kinh tế. Ngoài ra, cho đến ngày 28 tháng 4, hơn 1 triệu người bị nhiễm bệnh COVID với 58.000 người tử vong, hơn cả số người chết trong chiến tranh Việt Nam. Vì thế, thống đốc đảng Cộng Hòa trong 14 tiểu bang liền làm theo lệnh Tổng thống và cho phép một số cơ sở thương mại hoạt động trở lại và mở cửa các trường học cũng như các bãi biển. Về phần y tế, Tổng thống cũng đưa ra biện pháp chữa trị COVID như uống liều thuốc trị sốt rét hydroxychloroquine hay tiêm vào trong người thuốc tẩy uế Clorox hay thoa trên mình thuốc khử trùng Lysol để diệt virus. Nhiều bác sĩ liền khuyến cáo là tuyệt đối không tiêu thụ bất cứ những liều thuốc nguy hiểm kể trên vì có thể giết người. Tổng thống cũng đề nghị hệ thống đèn cực tím ultraviolet light để tiêu diệt virus. Liền sau đó, Trung tâm Y tế Bnei Brak bên Israel đã thử nghiệm công nghệ đèn tím để xem xét kết quả ra sao. Trên phương diện quốc tế, Liên minh Âu Châu cũng chỉ đạo mở lỏng lệnh phong tỏa, nhưng phải có quy trình và đo lường những rủi ro. Ủy ban châu Âu đề nghị thiết lập một khuôn khổ chung để thử nghiệm, thu thập dữ liệu và hỗ trợ hệ thống chăm sóc sức khỏe quốc gia. Sau khi mở lỏng kinh tế, thì tại London và Shanghai, giá các kim loại cơ bản như đồng, nhôm, kẽm và giá vàng thế giới tăng 2%. Nhưng tại Trung Quốc, Bloomberg Economics cho rằng mức sụt giảm sản xuất và kinh doanh có thể xuống thấp từ 6% đến 11%. Và IMF cũng cho là mức tăng trưởng GDP năm 2020 của Bắc Kinh tụt xuống còn 1.2% so với GDP của Hoa Kỳ tụt còn 4.8%. Tại Liên Hiệp Quốc, Tổng thư ký Antonio Guterres kêu gọi lãnh đạo các nước và lĩnh vực tư nhân chung tay phát triển vaccine, và Ngoại trưởng Anh Dominic Raab đề nghị tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu chống COVID-19 trong đầu tháng 6 để khuyến khích cộng đồng quốc tế tìm ra vaccine chữa trị bệnh, vì hiện nay đã có 3.1 triệu người bị nhiễm trên toàn cầu và 217.000 người tử vong. Tuy nhiên, một số dân chúng toàn cầu thở nhẹ khi thấy họ đi ra đường trở lại được và làm việc bình thường, không bị tù túng hãm mình trong bốn vách tường như trước nữa. Jackie Bồng xin kính chào quý vị.